Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344999456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Ok, bây giờ em giới thiệu chi tiết từng máy cho mọi người. Thứ nhất là con Vsmart Joy 3, con này máy bản Việt hai sim mã ngoài 1 triệu 2, 2 nhá. Ngoài con này thì gần như đẹp keng rồi, Lưng đẹp, viền đẹp nhá, chân sạc tai si này. Và pin con này thì khá là trâu, màn hình to nhá. màn hình duy nhất có một vết xước ở đây này. Đó. Hiển thị màn hình đẹp, không ám bố gì cả. Hiển thị nét căng nhá. Con này RAM uh, của nó là RAM 2GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32GB. Đó, tất cả chức năng các thứ đều ok hết. Bản người là 1 triệu 2 này. Con này con LG V50 bản hàn một sim bản 13 triệu 1 nhé. Máy màu đen, nâng zin đẹp, viền thì chỉ hơi sức nhẹ thôi. Chân sạc tai si nhé. nâng uh, kính viền kim loại cầm rất là đầm tay chắc chắn màn hình âu uh, OLED nhé, màn hình đẹp không xước không ám mố gì cả màn hình tràn viền khuyết tay thỏ này, Đấy, con này uh, RAM của nó là RAM 6GB Đấy, RAM 6 và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB và có hỗ trợ 5G nhé Đây có một cái mắt 5G này Đấy, con này uh, bán người là 3 triệu mốt con này con Samsung Z3 Pro email của nó là 834 bản hàm một sim bán 1800 này Đấy, ngoại hình con này thì gần như đẹp keng rồi máy màu xanh nhé Đấy, viền đẹp không có một uh, vết cần móp nào cả màn hình đẹp không xước không ám mố nhé hiển thị nét căng RAM con này nó là RAM uh, 2GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 16GB Để tất cả chức năng và các ứng dụng cơ bản như Zalo, Facebook, TikTok, YouTube các thứ đều chạy ngon nhé. Con này còn uh, A310, email của nó là 230, bản hàn một sim bóng 1800 nhé, máy màu trắng, ngoại hình đẹp kem, đừng đẹp, viền đẹp, không có một nữa, vết cấn móp nào cả, màn hình đẹp nhé. Con nhỏ thôi và máy giá rẻ nhưng mà nó sở hữu cái màn hình AMOLED nhé, màu sắc đẹp, cảm ứng các thứ mượt mà màn hình AMOLED thì không có gì để chê rồi ra 5 gb và bộ nhớ lưu trữ của nó là 16GB tất cả chức năng và ứng dụng cơ bản đều sẽ ngon nhé bán 1800 rất là nhỏ gọn à, thiết kế vuông vắn đẹp con này con Samsung S4 này e IMEI của nó là 150 bản hàn một sim bán người là 300 nhé ngoại hình con này thì cá sấu rồi đừng sức giảm khá nhiều viền bị chóc sơn và có bị cần mót rồi nhé ngoại hình con này thì hơi cá sấu màn hình không xước đâu nhưng mà có một vết sức kính ở đây này. À, nó hơi sức kính một chút ở phần góc này nhé nhưng được cái màn hình hiển thị rất là đẹp không có bị á mố gì cả Đấy, con này à, mọi người mua để dùng tạm chữa cháy hoặc là để à, xem youtube các thứ thì rất là ok nhé youtube facebook nó vẫn ngon này Đấy, ra của nó là 2 gb và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 mươi hỗ trợ 4 g Wi-Fi các thứ càng nét Đấy, bán người là 300 nhá, nhé đúng bằng giá mên của nó thôi có này con Note 4 này IMEI của nó là 773 bán người 800 nhé ngoại hình con này thì gần như đẹp keng rồi nâng đẹp viền đẹp bóng váng thôi màn hình thì không xước đâu nhưng mà nó hơi ám nhẹ một chút nhé đây này. À, ám rất nhẹ thôi con này ám cực kỳ nhẹ da của nó là da ma ba ghi bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 mươi hai tất cả chức năng đều ok hết cảm biến vân tay hỗ trợ sạc nhanh đều ok hết nhé con này có cảm biến vân tay và hỗ trợ sạc nhanh chân sạc micro thôi nhưng mà nó có công nghệ sạc nhanh nhé bán mươi tám con này con nốt 4 này, IMEI của nó là 657 bản hàm một sim bán một, một triệu nhé. Đừng con này gì đẹp, viền thì hơi sức nhẹ tí tí thôi, không đáng kể gì. Nói chung viền con này cũng đẹp, gần như đẹp kem rồi. Màn hình đẹp, không xước, không ám ố gì cả. À, trong veo trắng tinh nhé. Con này da uh, của nó cũng là RAM 3g và bộ nhớ lưu trữ của nó cũng là 32g nhé. tất cả chức năng thứ đều ok hết, bán người là một triệu này. Note 4 này. Con này con A10e, email của nó 435 bản hàm một sim bán một, một triệu hai nhé ngoại hình con này nó chỉ hơi sức răm thôi sức răm thôi chứ không có cần mốt gì đâu chân sạc tay si và có hỗ trợ sạc nhanh nhé Đấy, màn hình đẹp không xước không ám mố gì cả hiển thị này nét căng nhé ram của con này nó là ram ma g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 mươi g nhé a 10 e màn hình uh, tràn viền viết giọt nước pin con này cũng nó khá là ok giá này là một triệu hai này con này là con uh, a 20 e con này em uh, chưa ghi uh, email và giá đây em cho mọi người xem uh, email và giá luôn đây sáu tháng không sáu tháng em thường em ghi ba số email con này email của nó là năm hai bảy nhá năm hai bảy ngoại hình con này nó cũng chỉ hơi sức răm thôi đấy, hơi sức răm một chút a hai mươi e nhé hay nó gọi là zim hai đấy bản hàn nó gọi zim hai đấy con này chân sạc tai si này đấy, có hỗ trợ sạc nhanh nhé đấy, con này là con zim hai bản hàn nó zim hai còn bản việt nó là a hai mươi e ram của con này nó là ram ba g và bộ nhớ lưu trữ của nó là ba mươi hai g nhé Đấy, màn hình đẹp không ám mố gì tất cả chức năng đều ok hết bán người là một triệu ba đấy còn uh, sim 2 này thì em bán cho người là một triệu ba nhé còn a10e kia thì là một triệu hai con này con uh, a 6 này e IMEI của nó là bốn sáu sáu bản hàn một sim bán người một triệu sáu nhé đấy, ngoài hình con này thì nó hơi xước đấy, hơi móp nhẹ một chút nhé đây này, có một vài vết móp nhẹ rồi Về viền này đó, nó chỉ móp nhẹ thôi chứ không có cần móp sâu đâu màn hình đẹp amoled nhé đấy, không xước không ám mố gì cả trong veo RAM con này nó là ra 3GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32GB A6 này và như là một chỗ 6 này con này con A235G IMEI của nó 900 bản hàn một sim bán người là 2 triệu 8 nhé đừng zin đẹp viền chỉ hơi sức nhẹ thôi nhé nói chung ngoại hình con này thì còn khá đẹp màn hình đẹp nhé không xước không ám ố gì cả Đấy, hiển thị nét căng trắng tinh và màn hình con này nó hỗ trợ tốc độ quét là 120 hz này Đó, tốc độ màn hình là 120 hz nên là rất là mượt mà nhé mọi người cảm giác chuột rất, rất cực kỳ là mượt mà. Cấu hình con này cũng rất là ok, ra của nó là ra 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB. Pin con này thì rất là trâu, pin 5000 nhé, 2,8. A23 5G. Con này là con A50 này, e IMEI của nó là 660, bản Việt hai sim, bán người là 2,3 triệu nhé. Con này uh, máy nâng zin đẹp, viền đẹp nhé. Ngoại hình này con này gần như đẹp keng luôn rồi. 2,3 triệu, bản Việt hai sim, A50 này, màn hình này không một tí vết hiển thị nét căng trắng tinh nhé con này à, uh, ram của nó là ram 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 g con này gần như không có gì để chê về vẫn là hai triệu ba này a 50 nhé con này là con uh, a bảy 5 g này email của nó 191, bản hàn 1 sim bán về ba triệu hai nhé nhưng con này thì hơi sức ram rồi viền có bị uh, sự nhẹ nhé Đấy, nói chung là con này ngoại hình thì hơi xước một chút Đó, cái màn hình đẹp không xước không a à, gì cả hiển thị nét căng nhé này, trắng tinh luôn trong veo màn hình âu uh, nhé tràn viền uh, đục lỗ này Đấy, ra một con này nó là ra ma tám và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 trăm hai mươi con này chạy khá là mượt mà bán người là ba triệu hai nhé con này là con s 6 này email của nó là 822 bản hàm một sim bán người chín trăm con này zin nhưng mà hơi sức răng một chút rồi viền đẹp nhé viền này đây, không có bị cấn mất gì đây nó chỉ hơi mất nhẹ tí đi chỗ góc này thôi Nói chung là ngoại hình còn, còn khá đẹp Đấy, Viền con này thì nó hơi rộp sơn một chút ở chỗ mép này Đấy, Ở chỗ này đẹp này, trên này đẹp nhé Đấy, à, Chỗ mép này hơi rộp sơn tí thôi Đấy, Hiển thị màn hình thì trong veo, không có một chút ám à, ổ nó cả RAM 3GB, bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB Đấy, Nó hơi rộp sơn tí ở chỗ mép thôi, bán này 900 nhé RAM 3 bộ nhớ 64 Đấy. con này con S7 này, email của nó là 040 bản Hàn một SIM 18.5 nghìn nhé. Đấy, nhưng con này thì nó hơi sức răm rồi, gì là hơi sức răm viền thì cũng có bị cần móp rồi nhé màn hình hiển thị con này thì cũng có bị ám rồi Để nó kiểu ám phân màu này ám ở mức độ vừa thôi Để giam của con này nó là giam 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32GB nhé Để. hơi ám chút, bán người 850k con này là F7 này IMEI của nó 368 màn hàm 1 sim, bán người 950k nhé đừng gìn đẹp Để. con này đừng bóng loáng viền chỉ xước nhẹ thôi nói chung ngoại hình con này thì nó khá hơn con kia Để. và màn hình thì nó ám nhẹ hơn nhé Để. Nó cũng có ám nhiều ám nhẹ hơn, à, ám rất là nhẹ nhé Nó chỉ hơi hồng hồng một chút ở đây, lưu hình nhẹ một chút thôi Ám nhẹ, bán người cao hơn 100.000 Giam 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32GB Giam 4 bộ nhớ 32 Bán người 950.000 này Con này S7 này, IMEI của nó 689, bản hàn 1 SIM, bán về 1 triệu ba nhé Nưng con này thay mới rồi, nên là bóng đẹp không xước sát gì Viền đẹp nhé, viền con này không có một tí vết đâu cả Màn hình đẹp, không có bị xước hay ám ối gì nhé hiển thị nét căng trắng tinh luôn. vân tay thì hơi chóc sơn chút nhưng mà vẫn ấn cảm biến vân tay cứ bình thường. Đấy, ra con này nó là ra 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 GB nhé. Đấy, ra 4 bộ nhớ 32 bán người là 1 triệu 3 này. Con này con S8 này, IMEI của nó là 412 bản Hàn đã lên 2 sim rồi nhé bán người là 1 triệu 2. Đấy, con này zin đẹp, viền đẹp nhé Đấy, ngoại hình con này thì gần như là đẹp keng rồi. nhưng tiếc cái màn hình bị ám nặng nhé à, màn ám hồng này nhưng mà màn ám này mọi người để về cái chế độ nền đen thì nó khá là ok thì mọi người sẽ không nhìn thấy vết ám khi ở để chế độ nền đen này nhé ám trừ khi là mình để nó nền trắng thôi còn nền đen này mình nhìn nó sẽ ok hơn con này ám nặng nhưng mà hơn giá mềm chút thôi một triệu hai tất cả chức năng đều ok hết nhé chỉ màn hình ám thôi con này cũng là con S8 này email của nó là 727 bản Mỹ một sim mọi người một triệu tư nhé đừng con này thay mới rồi vân tay thì hơi chóc sờn chút nhưng vẫn cảm biến vân tay thứ bình thường viền thì hơi sức nhẹ thôi viền sức nhẹ màn hình thì không xước nhưng mà cũng bị ám nhưng mà con này ám ở mức độ vừa thôi nó còn khá là sáng nhé đây em tăng sáng cho mọi người xem này nó trắng chứ nó không hồng lừ như con kia con kia nó ám nặng hơn thì em bán rẻ hơn 200 con này ám nhẹ hơn nên em bán cao hơn là một người hai trăm nghìn là một triệu tư nhé là ra bốn bộ nhớ sáu tư con triệu hai kiểu là ra bốn bộ nhớ sáu tư nhé Đấy, bán như là một triệu 4 này con này là con S8 này IMEI của nó 929 bản hàn một sim bán như là 1 triệu 8 nhé Đấy, nâng con này thì zin đẹp viền đẹp nhé Đấy, viền con này thì không có bị cần móp gì đâu Đấy, ngoại hình rất là đẹp Đấy, màn hình thì ám nhẹ nhé ám siêu nhẹ Đấy, này. nhìn qua cam mình gần như không thấy luôn ấy nó chỉ vẹt hơi hồng hồng một chút thôi ra con này nó là ra 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB bán được 1 triệu 8 này con này S8 này email của nó là 086 bản hàn xin khoảng 1 triệu 9 nhá máy màu xanh đừng đẹp viền đây hơi móc một chút rồi phần góc rồi rồi cho ngoại hình hơi sướng móc một chút nhé màn hình thì đẹp này không xước nhưng mà à, xin lỗi mọi người con này màn hình nó hơi ám nhẹ một chút ám siêu nhẹ nhé đây này hơi hồng hồng một tí thôi đây này hơi điều hình tí ti thôi ám siêu nhẹ nhé con này RAM 4 bộ nhớ của nó cũng là 64GB ám nhẹ và mọi người là 1 triệu chín siêu nhẹ luôn con đấy mọi người mà không tin có khi còn không nhìn thấy được cái độ ám của nó luôn đấy có này con S10 này IMEI của nó là 814 bản hàn một sim máy 13 triệu 6 nhé nương con này zin đẹp viền đẹp nhé ngoại hình gần như đẹp keng rồi chỉ hơi gọi là xước nhẹ tí ti thôi nhìn kỹ thì thấy được một vài vết chấm kim màn hình đẹp nhé không có bị ám ố gì cả nét căng trong veo Ra của con này nó là ram 8 g nhé mọi người chờ chút em cho người xem này RAM 8 GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 GB. F10 thì mượt mà rồi. Bán người là 3 triệu 6 nhé Con này là con S10 Plus này, IMEI của nó 938 bản Việt hay sim, bán người là 4 triệu 8 này. Đừng zin đẹp, viền chỗ này hơi cấn móp một chút rồi. Đấy, hơi cấn móp một chút nhé Màn hình này, sức nhẹ thôi, một vài vết sức RAM tí tí thôi nhé Hiển thị màn hình rất là đẹp, không có bị à bố gì cả trong veo. RAM con này nó còn RAM 8 GB và bộ nhớ chữ của nó là 128 GB nhá, S10 Plus. Bản gần là 4.8 này. Con này nó con S10 Plus này, imei của nó 413, bản Mỹ 1 SIM, bán gần 4.8 nhá. Đấy, máy màu trắng lưng zin đẹp, viền của này cũng đẹp nhá. Còn bản Mỹ này gần như đẹp keo rồi. Màn hình đẹp này, không xước, không a bố gì cả. Đấy, hiển thị nét căng nhá. con này em chưa khởi động lên nhưng mà cam kết mọi người nó là màn hình đẹp, không có bị ám ố gì cả. Và ram con này nó cũng là ram 8g và bộ nhớ lưu trữ của nó 128g nhé. Và bản mỹ thì nó sẽ có một cái mạnh về con chip, nó là con chip Snapdragon. Còn bản Hàn, bản Việt nó chạy chip Exynos nhé. Nếu mà mọi người dùng để chơi game hay là dùng những ứng dụng đồ họa thì dùng con bản mỹ nó sẽ xử lý ngon hơn nhé. Ram một con này nó là ram 8g, bộ nhớ lưu trữ của nó 128g đây. Đấy, màn hình này, trong veo rồi nhé bản G là 4 triệu 8 đấy. này con này con F15G này email của nó là 932 bản hàn một sim bản nghệ 4 triệu 8 nhé Đấy, con này máy màu ra sắc lưng dinh đẹp viền đẹp nhé Đấy, không có một tỷ vết đâu cả con này đẹp keng xe luôn màn hình đẹp không xước không a mố thì hiển thị này nét căng trắng tinh nhá ra con này nó là giam 8 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 256 g F15G thì nó có cái màn hình rất là to mà, nhìn đã hơn so với F10 và F10 Plus nhé pin viết các thứ nó cũng trâu hơn to hơn mà đấy, con này cũng là con s 15 g này email của nó là 242 màn hàn một sim mọi người bốn triệu 8 nhé đấy, zin đẹp đấy, viền này đẹp này bóng nhoáng luôn không có một tỷ vết đâu cả màn hình đẹp nhé không xước không có bị á mố gì cả đấy, đẹp ken sáu em giam con này nó là giam 8 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 256 trăm g máy đẹp ken sáu em bán là 4 triệu này con này là con Note 8 này, email của nó là 820, bản Hàn một sim, bản 12 triệu 4 nhá. Nâng zin đẹp, viền thì hơi sức răm rồi. Sức răm rồi chứ không cần móp đi đâu. Sức răm phần dưới một chút. Màn hình này không có bị xước gì cả. Hiển thị màn hình thì ám nhẹ nhá. Này, ám siêu nhẹ luôn, này, nó hơi hồng hồng một chút thôi. Ám rất là nhẹ nhá. Ram con này nó là ram 6 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 GB. Ram 6 bộ nhớ 64. Nói con này ám rất là nhẹ nhìn qua cam thì cực kỳ là khó thấy bán nguyên 2,4 triệu này. Con này có con nốt 9 nhá, e IMEI của nó là 749 bản Hàn 1 SIM, bán nguyên 3,8 triệu 8 Đấy lưng zin đẹp, viền thì hơi xước uh, móp một chút rồi Xước nhẹ thôi. Hơi xước nhẹ chút nhé Màn hình đẹp, không xước, không ám mố gì cả. À trong veo, trắng tình nhá. Da của con này nó là da 6GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB nhá. Bán nguyên là 3.8 triệu này. Con này con nốt 9 này, IMEI của nó là 733 bản Hàn đã lên 2 SIM rồi, giá người 8 triệu này. Máy màu trắng, nâng zin đẹp, viền con này thì hơi cần móp một chút rồi. Đó, hơi móp một chút nhá. Màn hình này, đấy không có bị a mố gì cả. Đấy trong veo, trắng tinh nhá. RAM của con này nó cũng là RAM 36GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB nhá. Đó, mấy người là 3,8 triệu này. Con này con uh, nốt 10 like IMEI của con 526 bản Việt 2 SIM, mã người là 4 triệu nhá máy màu ra sắc này Đường con này zin đẹp Đấy, viền thì hơi sức nhẹ tí ti thôi nói chung ngoại hình con này còn khá đẹp nhá Đấy, máy màu ra sắc rất là đẹp màn hình đẹp nhá không có bị uh, ám ố gì cả Đấy, trong veo luôn ra một con này nó là ra 8 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 g nhé chạy rất là mượt mà pin à, cũng khá nó khỏe với 14 triệu nhé nốt 12 còn con này là con nốt 15 g này email của nó 550 bản hàng sim bán về là 4 triệu 8 nhé máy màu đen lưng đẹp viền thì hơi sức nhẹ thôi nói chung là ngoại hình của này thì cũng còn khá là đẹp viền hơi sức nhẹ tí ti thôi còn kính trước kính sau đẹp nhé màn hình đẹp không á mố gì cả và còn bản 5 g thì nó ra của nó là 12 g bộ nhớ lưu trữ của nó là 256 trăm năm g này nó chung chạy mượt mà rồi Đấy, bán người là bốn triệu tám nhá thì ở trên đây là những máy hôm nay em bán cho người mọi người là máy gì nhắn qua số không ba bốn nhé ok cảm ơn mọi người nhé chào mọi người